Hello, 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 hello. Xin chào các bác. Em là ai thì không cần phải giới thiệu nữa, các bác cũng đã biết rồi. Em là con MC kể chuyện cho các bác nghe trên một số kênh audio như audio truyện hay, như Quỳnh Truyện, Quỳnh Anh TV, Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình, Tần Số Âm, Ngõ Vắng và một số các kênh khác nữa. Và em gặp rất nhiều các cái bình luận ở trên kênh của em. Có hỏi một câu hỏi là Phương Thúy ơi, tại sao dạo này không ra chuyện thường xuyên vậy? Bạn ơi, tại sao bạn lại ra chuyện chậm như vậy? Bạn ơi, tại sao chuyện ra không thường xuyên? Và có rất nhiều bác có xu hướng là rời bỏ em mà đi. Em rất buồn. Và chính vì buồn như vậy nên em phải làm cái vlog này để em giải thích cho các bác biết là nguyên do tại sao em lại ra chuyện chậm, muộn và không thường xuyên. Có thể các bác có bảo là ừ thì cái con này nó giải thích như thế thôi, lý do lý chấu này nọ, nhưng mà em vẫn muốn làm nói cho các bác biết để các bác có một phần nào đấy, thứ nhất là thông cảm cho em, thông cảm được cho em thì tốt, mà không thông cảm được cho em thì cũng phải chịu thôi vì em không biết làm thế nào cả. Thứ nhất đó là về nguyên nhân tại sao em lại đi đọc truyện. Em đi đọc truyện là vì thứ nhất là em thích đọc truyện, nên là em đọc truyện là thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của em nữa, điều này thì em không phủ nhận. Và khi mà em đọc truyện em cảm thấy hay thì em muốn chia sẻ cho các bác biết đến những câu chuyện mà em biết. Vì vậy nên là những câu chuyện đấy thì em rất là thích và em cũng hy vọng rằng là cũng sẽ có nhiều người thích giống như em. Và khi mà các bác nghe chuyện của em ấy, nghe nhiều thì em sẽ có thu nhập để em mua chuyện. Và khi em mua được nhiều chuyện thì em sẽ lại thỏa mãn cái nhu cầu của em. Đó là lại quay cái về cái vấn đề đầu tiên, đó là em đọc truyện để làm gì? Em đọc truyện để kiếm tiền. Và em kiếm tiền để làm gì? Để kiếm tiền và để có tiền đọc truyện. Đấy, quanh đi quẩn lại thì nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà con người mà không thể sống bằng đam mê được, em cũng phải đi làm nữa. Em đi làm để kiếm tiền này, phục vụ cho hai cái tàu há mồm, thứ nhất là em này và cái đứa hôm nọ em đang ở trên thumbnail đấy. Đấy, nên là em cũng phải đi làm nữa, nên là ngoài việc ở cơ quan ra thì em sẽ đi đọc truyện. Đấy, công việc của em là gì? Công việc của em là phát thanh viên. Nên là công việc đấy mới là công việc chính. Và ngoài cái thời gian, tức là nếu như mà không có cái vấn đề là dịch bệnh này, không có những cái yếu tố như là hôm nay có cái này, ngày mai có cái kia, cơ quan nếu như mà cứ êm thấm bình thường, công việc đầy đủ, một ngày em đi làm vào sáng 8 giờ sáng đến cơ quan, sau đó thì làm chương trình chiều phát thanh thì đúng là nó không có cái việc gì mà để nó ảnh hưởng đến cái việc là em kể chuyện và nó ảnh hưởng đến đi live của em cả. Nhưng mà đợt này thì do cái vấn đề là dịch bệnh ấy, rồi nó có nhiều các cái yếu tố khác ảnh hưởng đến cái công việc của em, nên là em đi làm rất là thất thường. Và vì cái lý do là có dịch bệnh nên là công việc của em cũng rất là vất vả. Có những cái hôm mà 6 giờ sáng nó phải đi làm rồi, trong khi đó đến tận 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mới được về nhà. Nên là em cũng muốn là cái thời gian để em đọc truyện ấy, thế nhưng mà thực sự là đi làm cả ngày ở ngoài ấy, quá mệt rồi. Nên là không 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 ra chuyện thường xuyên được. Vì vậy nên là rất mong là các bác sẽ thông cảm cho em. Cái thứ hai nữa là chuyện của em ra không thường xuyên rồi, tại sao lại đang đọc bộ này mà nó lại bỏ dở hay là như thế kia. Thực ra là em không không phải là em muốn bỏ đâu, mà là vì vì ngay bản thân cái bộ truyện đấy ấy, thứ nhất là kinh tế của em thì không quá mạnh để em mua hẳn những cái tác quyền của những cái bộ truyện mà nó đã full rồi. Vì vậy nên là em hay mua những cái truyện ở trên app, nó có chi phí vừa phải. Vì vậy nên là khi mà mua ở trên các cái app truyện đấy thì nó lại có một cái vấn đề, đó là truyện nó ra không thường xuyên, hoặc là hôm nay nó ra nhưng mà ngày mai nó lại không viết tiếp nữa, nên là em phải dừng để em chờ chờ cái bạn tác giả để bạn viết tiếp thì em mới có để em đọc tiếp, em gửi đến cho các bác. Cái thứ hai nữa là cái chuyện ấy có thể là do nhiều người dịch, nên là lúc này thì người ta dịch thành là tên như thế này, nhưng mà một lúc khác thì người ta lại dịch lớn khác. Ví dụ như ngay cái bộ truyện Thần Y ở Rể thôi, đúng không, từ chương 1 đến chương 10 thì đọc là Phan Lâm, thế nhưng mà đến từ chương 20 trở đi chẳng hạn thì người ta lại ghi là Dương Lâm hoặc là một cái tên nào khác. Vì vậy nên là em lại phải edit lại, tức là phải làm sao để biết được là ừ cái nhân vật đấy nó là nhân vật này, sau đó thì viết lại cái tên đấy để đọc cho các bác hiểu. Vì ai cũng thế thôi đúng không, các bác đọc truyện mà các bác không hiểu ấy thì các bác nghe các bác cũng chán, các bác cũng bỏ em đi. Nên là em làm sao để mà gửi đến các bác một cái phần nó dễ hiểu nhất.
Rồi có những lúc mà nhiều cái đội dịch ấy, người ta dịch em cũng không hiểu là vì lý do gì, nhưng mà dịch như kiểu là Google dịch ấy các bạn. Các bác hiểu chị Google có dịch thế nào không? Đấy, nếu như mà chị Google dịch như thế nào thì các bác sẽ biết ngay là tác giả sẽ dịch như thế nào. Và khi mà người ta dịch như thế ấy, thì đến em đọc em còn khó hiểu. Thì khi mà em đọc như thế thì các bác hiểu thế nào? Mà nên là em cũng lại phải edit lại để làm sao mà cảm thấy là em thì cảm thấy là em hiểu được, và em truyền đạt lại cho các bác để các bác nghe lại một cái câu chuyện mà nó hoàn chỉnh để các bác có thể hiểu được. Đấy, và khi là có những cái việc như thế xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian em đăng truyện, và khi mà em đọc xong thì em còn phải edit lại video nữa và nó rất là mất thời gian. Còn nếu như mà để hoàn thành cả một bộ truyện có khi là nghìn chương, vài nghìn chương. Đấy, một ngày em cũng cố gắng để em hoàn thành đủ cái deadline đấy. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái yếu tố khác nó ảnh hưởng đến. Vì vậy nên là em rất mong là các bác sẽ thông cảm cho em, rồi ủng hộ em nhiều hơn nữa. Làm sao mà để em đủ tiền để mua truyện? Khi nào mà em có nhiều tiền ấy, khi nào mà em giàu có, em sẽ mua những cái bộ truyện mà nó full rồi. Đấy, sau đấy em sẽ xin tác quyền để được đọc những cái bộ truyện đấy. Cảm giác như là khi mà em đọc những cái bộ truyện đấy thì em cũng thấy hài lòng, mà các bác cũng được nghe nhiều hơn, các bác cũng thấy hài lòng đúng không? Đấy, chứ còn bây giờ các bác nhìn xem view của em cứ lẹt tẹt vài nghìn, 10.000 thì lấy đâu ra tiền đâu. Nghèo lắm. Khi mà không có tiền thì chỉ đọc truyện rẻ thôi. Khi đọc truyện rẻ thì nó lại có những cái hệ lụy như thế. Nên là mong các bác hết sức thông cảm và ủng hộ em nhiều hơn nữa. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.